đón tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Quyền Năng Phái Đẹp. Chúng ta lại được gặp nhau trong một chương trình truyền hình dành riêng cho chị em phụ nữ. Chương trình Quyền Năng Phái Đẹp do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Pink House thực hiện. Và ngày hôm nay không chỉ có Ốc Thanh Vân, chúng ta sẽ được gặp gỡ những gương mặt rất quen thuộc của chương trình. Đầu tiên hãy cùng chào đón tiến sĩ tâm lý Lê Thị Linh Trang. Đứng bên trái Vân là một nữ diễn viên rất là quen thuộc với quý vị khán giả yêu phim. Hãy cùng chào đón nữ diễn viên Tường Vi. Và một nhạc sĩ của những bài hát về gia đình, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Và chúng ta cũng sẽ chào đón tất cả những quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Tôi xin hỏi các vị khách mời một chút là thường thì ở nhà chúng ta sẽ mặc trang phục như thế nào ạ? Xin hỏi chị Linh Trang ạ. Thôi giờ ta nói tốt khoe xấu che đi, cho nên là nếu đây chị đẹp sao nhà chị đẹp y vậy đó. Là ở nhà cũng vậy, con gót cũng mặc đầm đẹp vậy luôn á hả? Đẹp theo phong cách ở nhà à. Ốc ơi, ở góc độ khán giả chị rất tò mò là những người đẹp như Ốc và đặc biệt là Tường Vi á, thì ở nhà là ăn mặc như thế nào? Chị muốn biết em ở nhà mặc sao đúng không? Lên Facebook em. Đơn giản thôi nhưng mà cũng có đầu tư. Ở nhà thì em mặc những cái đầm mà nó rộng rộng á chị, có những lúc mà em đi mua đồ hay gì đó em trồng cái áo khoác cho em đi mua luôn. Nhưng mà cũng có trồng áo khoác, tức là có ý thức. Thế còn anh Nguyễn Văn Trung ơi, ở nhà bà xã Kim Thanh của anh mặc gì vậy? Ủa anh tưởng hỏi anh nha. Vợ anh là hồi trước thì bà hay mặc đồ bộ, còn bây giờ này bà điệu hơn rồi. Đối với phụ nữ thì đã gọi là phái đẹp, lúc nào chúng tôi cũng mong muốn là dù ra đường hay là ở nhà thì mình cũng rất là xinh đẹp. Nhưng mà thật sự là cũng có nhiều người phụ nữ thì không có cái khái niệm này. Nhưng mà điều này thì cực kỳ nguy hiểm. Nếu như mà bạn cứ ra ngoài đường với một cái bộ dạng như là mình đang ở nhà thì liệu rằng hình ảnh của bạn có bị xấu đi hay không? Và đây chính là chủ đề ngày hôm nay, và chúng ta sẽ cùng đến với tình huống đầu tiên. Giờ này không về cơm nước gì hết trơn, tối ngày đi ra ngoài đường chơi hoài. Trời đất ơi, bộ hồi nãy đi không có đóng cửa nhà hay sao mà ăn trộm ăn đồ? Ôi trời ơi trời, ủa anh về anh mở cửa đó hả? Mở cửa sao không có đóng cửa anh? Con này con kia nó vô sân mình rồi dơ rồi em quét dọn này kia. Ủa sao nay về sớm vậy anh? Bớt nói chưa, đi đâu mà tỉnh tỉnh vậy? Tôi nói đi xẹt ra chợ mua đồ. Cái chị Bảy kêu, rồi chị Ba kêu, rồi chị Chính kêu, rồi mấy chị em ngồi lại nói chuyện vậy đó. Em mặc cái đồ này em đi khắp làng khắp xóm vậy đó hả? Xem vô ý vô tứ vậy vậy? Ủa gì mặc đồ đi thì bình thường thôi, có mặc đồ thôi chứ sao đi khắp làng khắp xóm vô ý vô tứ là ý anh sao? Đi ra đường mặc đồ đàng hoàng, mặc đồ này ở trong nhà. Biết em biết, mà đâu phải đi xa đâu, đâu phải là chợ bự chợ lớn chợ to đâu. Nói cái tiệm chợ chứ mang tiếng là bán trong xóm, cách đây có 5 căn nhà là tới mua nhúm này nhúm nọ. Rồi chị Bảy cũng kế bên đó, chị Ba cũng kế bên đó có 2 căn, rồi chị Chính cũng kế bên đó có 3 căn. Rồi bày đặt vô công ty và nhìn mấy cô này mấy cô nọ ăn mặc rồi lè lẹ về nhà bắt vợ lè lẹ hả? Hay nói anh cái bộ đồ nhìn nó tươm tất là được rồi, đâu có rách chỗ nào đâu. Tươm tất cái gì? Em mặc đồ em thấy đi, lòi tay lòi chân ra không nè. Rồi hả? Rồi thấy rồi tùm lum hết trơn á. Cái gì lòi tùm lum? Trời đất ơi, tôi mặc bộ đồ rất là nghiêm chỉnh, mặc một bộ đồ đi sớm thì vậy thôi chứ sao? Khổ dễ sợ. Anh đây ngồi đây ngồi đây, ngồi đây em nói nghe. Bộ đồ này lắm. Không phải, tại nó ở nhà mặc vậy cho nó mát cho nó thoải mái. Ví dụ như em đang đứng em nấu cơm nấu nước đúng không? Ấy chết rồi, cái thiếu bột ngọt, chẳng lẽ chạy ra sớm mua bột ngọt gì phải thay bộ đồ, rồi cái chạy về thay bộ đồ ra đứng nấu cơm, rồi ấy chết chết chết, thiếu cái bịch muối, cái chạy qua bên sớm mua bịch muối, cái chạy về thay bộ đồ, mà chạy tới chạy luôn vậy là em nói anh đói luôn không có gì để ăn. Anh quan trọng là em phải mặc đồ cho đàng hoàng, trong nhà phải mặc đồ trong nhà, đi ra ngoài đường mặc đồ ngoài đường, làm cho anh nở mày nở mặt, làm cho chồng con phải là hãnh diện vậy em. Chứ làm sao mà mặc đồ vậy? Anh ơi, anh nói gì kỳ quá. Cả cái xóm người ta nói là anh phước lắm mới cưới được em đó, thấy không? Anh thấy chị Bảy, chị Ba, chị Chính đồ thấy không? Ai nói tụi nó tù nù vậy nè. Em ăn hoài học tập anh phải hãnh diện về em chứ. Mà em mặc đồ vậy thôi chứ mặt mũi em sáng sủa mà. Chừng nào mà không có mặc đồ cho đàng hoàng là tôi cằn nhằn cho suốt đời luôn biết không? Kệ anh cằn nhằn suốt đời kệ anh, tôi thấy mặc đồ thoải mái à. Thôi không nói nữa, vô nấu cơm cho con tôi ăn nữa. Cái gì? Thôi đâu mà đứng đây nói hoài. Bà tôi cằn nhằn bà sau bếp luôn nè. Ra bếp tôi cằn nhằn với bà nè. Tình huống hết sức là sống động qua phần thể hiện của cặp đôi Linh Tý và Bích Trâm. Xin hỏi là mọi người nghĩ gì về tình huống này ạ? Mời bạn. Tiểu phẩm vừa rồi thì anh chồng chưa có thật sự thông cảm cho người vợ. Mặc dù là ở nhà lo việc nhà thôi, nhưng mà con cái nhà cửa rồi cơm nước đồ này kia rất là bận. Mà không lẽ đi ra mua một miếng muối cũng phải thay đồ. Như vậy thì mất rất là nhiều thời gian. Cho nên mình nghĩ là không nên mà thắt khe quá về cái vấn đề này. Cảm ơn chị về ý kiến vừa rồi. Nó cũng rất là hợp lý ạ. Chúng tôi cần thêm 2 ý kiến nữa ạ. Mời bạn. Trong cái tình huống này thì anh chồng cũng rất là thương vợ và quan tâm tới vợ mình. Mới có những cái góp ý như vậy để mong cho vợ mình có ý thức hơn trong cái việc mà giữ gìn hình ảnh của mình ạ. Cảm ơn bạn. Cũng đúng đó chứ.
Còn ý kiến nào nữa hay không ạ? May quá có một người đàn ông. Trong cái tình huống này thì anh chồng thật sự là hơi kỹ tính quá. Bộ đồ bộ thì mình có thể mặc ra đường chứ cũng không có nhất thiết là chỉ có thể mặc ở nhà. Mà đồ thì chỉ cần ra là lịch sự, kín đáo là được rồi. Đây cũng là một ý kiến đáng ghi nhận. Tức là bạn thấy rằng nó cũng không phải là quá đến cái mức anh chồng phải khó khăn với vợ như vậy đúng không? Dạ đúng rồi. Đó là ý kiến của các khán giả. Thế còn ý kiến của các khách mời thì sao? Chắc là phải hỏi một người đàn ông trước đi. Anh Nguyễn Văn Trung đã bao giờ trong gia đình mình xảy ra một cái tình huống tương tự như vậy chưa? Cái quan niệm của anh trong gia đình đó là anh không có gây lộn về những cái chuyện không đâu vào đâu. Có nghĩa là cái quyền ăn mặc gì là cái quyền của mỗi người. Và nếu mà mình muốn góp ý thì mình góp ý một cách tinh tế hơn và nó nhẹ nhàng hơn. Bởi vì suy cho cùng người vợ muốn mặc gì đó là quyền của người vợ. Và vợ anh cũng có một cái khoảng thời gian là sau khi mà sinh con xong là cũng lu bu rất là nhiều việc, vừa chăm con, vừa nấu ăn, vừa quán xuyến gia đình. Vợ anh cũng thường xuyên mặc đồ bộ ở nhà cho nó tiện, xong mà đi ra đường. Thì mình cũng muốn vợ mình mặc đẹp, thì mỗi lần mà anh thấy vợ mình mặc như vậy thì anh hỏi là em thấy như vậy mặc có đẹp không? Trời ơi, câu đó nó thâm thúy và nó nặng nề lắm đó. Anh chỉ hỏi vậy thôi, cái là tự nhiên tự suy nghĩ. Và qua mấy hôm sau cái đó bắt đầu vứt hết mấy bộ đồ bộ đi luôn. Đã có những chia sẻ rất là chân tình. Thật ra những người vợ cũng cần phải được lắng nghe ý kiến từ chồng mình. Tại nhiều khi không có ai nói, hoặc là người khác nói không có tác dụng. Nhưng mà đàn ông và đặc biệt là chồng mình mà nói là coi như là nó đánh trúng luôn. Thế là dễ làm cho những người vợ có cái suy nghĩ thay đổi. Với tình huống này thì Tường Vi nghĩ rằng giải quyết của người vợ và người chồng như vậy nó có hợp lý. Em thấy là hầu như đa phần các chị em phụ nữ của mình, khi mà đã lập gia đình rồi, ở ngoài đường đẹp sao cũng được, nhưng mà về nhà họ quên mất cái chuyện là họ cần phải đẹp trong mắt chồng nữa. Bộ đồ ngày hôm nay mà chị Trâm mặc á, em thấy nó bình thường. Nghĩa là ở nhà thì hầu như mọi người vẫn mặc những cái kiểu đó rất là nhiều chứ không có gì hết. Nhưng mà em bị dị ứng, phải nói là nhất là những cái kiểu quần ngắn ngắn rồi cái áo hai dây mà cái dải nó bằng phi bóng á. Mình thấy cái người đó đi vòng vòng ngoài đường á, mình ngại giùm. Tại vì nó là một cái bộ đồ ngủ mà nó mỏng tang luôn, nhìn vô nó hơi bị phản cảm nữa. Còn riêng với cái bộ đồ này, nếu mà trong phạm vi lối xóm 1, 2, 3 căn nhà gần đi ra mua đồ này kia thì em nghĩ nó cũng không vấn đề gì. Nhưng mà nếu mình đầu tư hơn, cũng có những bộ đồ ở nhà dễ thương, kín đáo, nhìn nó vẫn đẹp đẽ hơn trong mắt chồng á, nó sẽ có lợi được tất cả mọi thứ, là vừa đẹp trong mắt chồng, mình vừa thoải mái mà mình vẫn có thể đi vòng vòng chơi mà không ai nói gì. Vâng, nghĩ rằng cái vấn đề ở đây có thể là do anh chồng quá chán ngán với hình ảnh của vợ lúc nào cũng như thế này. Nó thành ra là cái bộ đồ không đến nỗi tệ, cuối cùng nó cũng thành rất là thảm tệ. Anh Nguyễn Văn Trung ơi, nếu mà anh ra đường anh thấy rằng có những người phụ nữ họ mặc trang phục tương tự như vậy ra đường, tâm lý đàn ông sẽ suy nghĩ gì? Anh cũng có cùng chung cái suy nghĩ với lại Vi vậy. Có nghĩa là mình nhìn thấy những người phụ nữ mặc đồ bộ ra đường thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà những người phụ nữ mà mặc bộ đồ ngủ ra đường, nhất là cái vải phi bóng như của em á, mặc ra đường thì nhìn nó cực kỳ phản cảm. Cái việc mà những người phụ nữ mặc những bộ đồ bộ ra đường á cũng thể hiện một cái sự hơi thiếu quan tâm của các anh chồng. Ví dụ như là mình không thích vợ mình mặc những bộ đồ bộ đó, mình có thể chủ động mua một bộ đồ bộ nào mà mình thấy vừa mắt, mình thấy thích, mình thấy đẹp, mình tặng cho vợ. Anh nghĩ là không có người vợ nào từ chối được cái món quà đó, và người ta cũng sẽ hiểu được cái điều mình muốn là cái gì. Cảm ơn anh Nguyễn Văn Trung. Đối với những cái khu mà căn hộ, Vân thấy rằng là có rất nhiều người họ nghĩ rằng căn hộ không phải là trong hẻm, có thể được quyền thoải mái hơn, là bước xuống một cái thì cũng nhà mình ngay đó thôi chứ có đi đâu đâu. Thành ra là bê nguyên bộ dạng đó đi ra đường. Và có những người thật sự là đúng là họ không có nhìn mình trước gương, và đôi khi mình cảm thấy mình rất là quan ngại cho họ. Nhưng mà ví dụ họ ra đường với những cái bộ đồ thun nhưng nó cọc cạch, áo này quần kia, thậm chí không mặc nội y, và đó cũng là một trong những cái hình ảnh rất là xấu cho một cái nơi sinh hoạt chung. Thì xin hỏi chị Linh Trang, tại sao tâm lý phụ nữ trước khi kết hôn sinh con thì thường họ chăm chút hình ảnh hơn, nhưng mà đến khi mà quá nhiều việc thì họ lại có xu hướng bỏ bê bản thân mình như vậy? Bản thân người phụ nữ đôi khi nó quen mắt thôi, nên mình nhìn mình không có thấy ghê, chỉ có người ngoài nhìn ghê thôi. Mà ghê đến mức là cỡ như anh Trung nhạc sĩ mà anh còn biết phân biệt đồ phi bóng với đồ không phi bóng. Chứng tỏ là đàn ông họ có quan tâm nhưng mà họ không nói ra thôi, và phụ nữ mình chủ quan. Tôi thấy khán giả hồi nãy cũng có người đứng về phía cô vợ nói là đi ra đi vô, chạy ra chạy vô chả lẽ thay đồ, nhưng mà cũng có người đứng về phía anh chồng là đi ra ngoài nhìn như vậy ghê quá. Và qua các khách mời mình chia sẻ, tôi nhận ra rằng là vấn đề ở đây không phải là đẹp hay xấu. Thì đẹp hay xấu nó cũng còn tùy cái thẩm mỹ và cái điều kiện kinh tế của mỗi người nữa. Nhưng mà cái quan trọng nhất là ta nhận ra rằng đồ ở trong nhà với đồ ở ngoài đường, cái trang phục khi mình trưng diện lên á, liệu nó có cần phải khác nhau hay không. Thì chính các khách mời của mình chia sẻ nãy giờ thì tôi nghĩ phụ nữ nào nghe cũng sẽ rất là sợ, không muốn mình ở trong cái hình ảnh đó. Vì cái điều đó nó dẫn đến là gì?
không phải chỉ đặt còn là đẹp hay xấu nữa, mà là một sự tôn trọng của người khác khi họ giao tiếp với mình. Tôi kể mấy bạn nghe cái chuyện này là mấy bạn thấy sợ liền à. Cái chị phụ huynh kia chỉ nói với tôi đó, trời cô não vậy em chở nó đi học không à. Tự nhiên bây giờ nói mẹ không cần phải đón con, nếu đón thì chiều ba đón được rồi. Sau đó chị mới phát hiện, vì chị nói một lần á, khi nó đang đứng nói chuyện với bạn gái của nó thì mẹ chạy xe tới, thì không ngờ nó đứng nó làm dấu vậy nè. Thì chị cũng không hiểu ý, chị vẫn chạy xe tới và chị đón về. Thì bạn ngồi sau lưng không nói chuyện mẹ hết. Nhưng sau đó về mẹ hỏi sao nãy con làm vậy, thì bạn trai nói là con làm dấu cho mẹ đừng có lại gần, để con đi lại chỗ mẹ được rồi, mẹ đừng có lại gần chỗ bạn con. Hỏi sao vậy, mẹ mặc đồ ghê quá à, cho nên ba đi đón thì ba đi làm về, ba ghé luôn, ba bận đồ lịch sự, còn mẹ mặc đồ vậy á, nói thiệt là con không dám nhìn mẹ luôn á. Thì từ đó chị cảm thấy là ban đầu chị tổn thương, nhưng sau đó nhận ra rằng là chính mình đã mất bớt cái giá trị của mình. Người khác người ta giảm cái sự tôn trọng của mình. Mà người khác ở đây là ai? Trước hết là con của mình. Thì tôi nghĩ các chị phụ nữ mà nghe cái câu chuyện đó chắc chắn là các chị phải suy nghĩ lại một chút. Nhưng mà cái trang phục trong nhà chắc chắn là nó phải khác với cái trang phục khi mình đi ra ngoài. Vì trong cái không gian sống gia đình nó ít người, và cái sinh hoạt đó nó riêng tư. Còn khi mình đã bước chân ra khỏi nhà là chúng ta bước vào một không gian công cộng, mà ở đó ta cần phải có sự tôn trọng người khác và cần phải tôn trọng chính bản thân mình. Thì phụ nữ mình đừng để mất điểm chỉ vì những cái lỗi nó rất nhỏ như vậy. Cảm ơn chị Linh Trang với một cái tình huống rất là thực tế mà chị vừa kể ra, cũng là một cái lời nhắc nhở cho chị em phụ nữ chúng ta. Còn bây giờ thì quay trở lại với cặp vợ chồng khi nãy. Không biết là sau những cái lời công kích của ông chồng thì người vợ có nhận ra vấn đề và cô ấy có đẹp hơn hay không? Chúng ta sẽ cùng thử xem nha. Chuẩn bị cái gì lâu quá chị ơi. Em ơi, đây anh ơi, đi anh ơi. Khỏi kêu, đi tới giờ rồi. Em canh giờ mà, đi. Mặc đồ gì đi? Ừ, thì sao? Nè. Em nói anh nghe nha. Anh đừng có hở một chút ra là cái kiếm chuyện quần áo với em hoài. Đây là bộ đồ mà coi như là nhất lắm rồi đó. Thì đúng rồi, nó có bông hoa, nó có hoa què hơn thì nó là sẽ là nhất hơn cái bộ đồ kia ha. Nhưng mà cái quần sọt nữa là sao? Trời, cái này sao mà quần sọt? Cái này là cái kiểu quần lửng, xì tai bây giờ nó là như vậy. Không có xì tai nào, quần sọt mang giúp lào hết trơn á. Bà mê cầu thủ World Cup nè, phải không? Không phải. Chứ sao? Cái dép lào á, nó là sở thích của em, anh hiểu không? Ừ. Có nghĩa là đi đồ sọt để dép chạy cho nó lẹ. Cái tác phong em là vậy. Trời ơi, mang giày cao gót, cao đồ đi mà không có quen rồi té giặt mặt là chết nữa. Bây giờ á, đi ra đường uống cà phê ăn sáng thì mới mặc đồ làm sao cho nó đúng không gian thời gian. Anh nó nói rồi mà cứ mặc đồ này hoài. Từ hồi tuần trước mà anh nói chủ nhật tuần này á là uống cà phê ăn sáng với bạn bè anh là em đã chuẩn bị đồ lắm. Anh biết em đi chợ giáp dòng hết, em ngồi em lựa lắm mới được cái quần với cái áo này em mua về mặc đó. Em có biết là bây giờ em muốn đi ra đường á, em chỉ cần á là em mặc một cái quần jean hay là áo thun hay là quần tây áo sơ mi, còn không sang trọng hơn là mặc cái gì ha, mặc váy nè, mặc đầm nè. Trời ơi, cái chuyện đó là chuyện phụ nữ của em mà. Anh mắc cười quá. Hồi bữa mặc đồ bộ anh cũng nói nó đi ra ngoài phải khác. Đây là đồ kiểu nha, chứ không phải đồ bộ nha. Kiểu gì? Bây giờ kiểu đây cái quần nè, cái quần này dạng quần kaki nè, áo hoa nè, đúng không? Hai cái khác nhau là nó là đồ kiểu để đi chơi. Cái kiểu này đối với anh á vẫn là cái kiểu ở trong nhà. Chứ không phải là kiểu mặc ra ngoài đường uống cà phê thăm người ta. Sao mà khó khăn dữ vậy, có bộ đồ mặc ra ngoài thôi mà đã có mặc đồ là mừng rồi. Thôi anh mệt em quá. Bây giờ anh quyết định nè, chừng nào mà em không có thay bộ đồ này á, anh không bao giờ đi ra đường với em đâu. Vậy thôi nhịn ăn sáng đi. Cái gì? Đi ăn sáng thì mệt quá. Thay bộ đồ ra đi ăn sáng cà phê ra ngoài khỏi khỏi đi ở nhà ăn mì gói cho rồi. Trời ơi, nổi một lần nói tới cái bộ đồ là cái lộn quá là sao? Trái ngược với mong đợi, không có kết quả khả quan mà lại còn tệ trầm trọng hơn nữa. Lý do của việc trầm trọng này là từ đâu vậy theo Tường Vi? Em nghĩ là do cái sự xuề xòa cá nhân thôi, và không có đặt nặng cái hình ảnh của mình trong mắt chồng thôi. Về nhận thức ha. Với lại thật ra hồi nãy thì em vẫn thiên về chị vợ một chút, là về thoải mái với lại bộ đồ hồi nãy chẳng vấn đề gì hết. Nhưng mà ngày hôm nay là anh chồng dắt đi ra cà phê chung với bạn bè mà lại ăn mặc rất là xuề xòa và kiểu có mặc là được rồi. Như vậy thì em nghĩ không nên, tại vì thực ra đàn ông họ rất là mặt mũi đúng không chị? Lạng hoạng là mai mốt ông chồng không rủ đi nữa luôn. Anh Trung ơi, cái tình huống nó đã diễn ra như vậy, những cái tình huống sau đó anh nghĩ rằng là ông chồng sẽ chán vợ luôn không? Anh thấy là cô vợ này hơi vô tư quá. Nhưng mà nếu mà anh chồng này cứ dắt đi thử một bữa cho biết, trong cái buổi họp mặt hôm đó thì chắc chắn là phụ nữ thì thấy các chị khác mặc đồ đẹp, son phấn này kia thì tự động về sẽ thay đổi cái suy nghĩ đó. Nhưng mà bản thân người chồng cũng hơi vô tâm. Nếu mà anh đó muốn vợ mình mặc đẹp thì ít ra anh đó phải biết là trong cái tủ đồ của vợ mình có cái bộ nào đang đẹp nhất, và anh đó muốn là anh thích em mặc cái bộ hôm bữa đó,
nhìn em sẽ rất là đẹp thì tự động cô vợ sẽ để ý đến cái bộ đó. Chứ nhưng mà chị thấy trong tình huống này đó, cái cách mà khéo léo tế nhị của em á, coi bộ không có ép phê với cổ đó. Vợ chồng cổ đã nói thẳng luôn mà cổ còn không chịu mà. Thì em nếu mà vợ em mà có nghĩa là không hiểu á, thì mình có nhiều cái cách xử lý khác, ví dụ như là lần sau mình thử không dắt đi nữa. Xong rồi đợi đến khi nào mà vợ mình hỏi tại sao anh khóc dắt em đi, lúc đó mình mới nói ra. Đó là ý kiến của chúng tôi về tình huống, còn bây giờ thì sẽ là những ý kiến của các khán giả. Và xin mời mọi người mời bạn. Trường hợp này người vợ nên tiếp thu cái ý kiến của ông chồng thì hơn. Tại vì chồng mình muốn mình đẹp hơn thôi chứ không có ý gì xấu. Mà thực sự thì ra đường cũng phải ăn mặc đẹp hơn chút xíu chứ cái bộ đồ nãy rất là xấu luôn á. Nó xấu hơn cả cái bộ đồ bộ trước đó đúng không? Xấu hơn luôn. Mà cơ bản là ra đường thì không phải là chỉ có mình chồng mình nhìn nữa, còn rất là nhiều người xem, người ta nhìn thấy thì người ta đánh giá mình nó kỳ lắm. Cảm ơn bạn. Chúng tôi cũng rất là cần những người đàn ông thẳng thắn. Hãy cho chúng tôi lắng nghe thêm ý kiến đi ạ. Em không đồng tình lắm với lại người vợ. Người vợ không nên có cái thái độ cằn nhằn với chồng, nên xem lại cái cách ăn mặc của mình, hoặc là chịu khó những lần đi shopping là dẫn chồng theo, có thể hỏi chồng em mặc bộ đồ này ở nhà có được không, ra ngoài có được không, để cho mình có thể làm đẹp cho bản thân mình mà chồng lại vừa mắt với lại vui vẻ hơn. Cảm ơn bạn. Thêm một ý kiến nữa đi ạ. Một lần nữa lại mời bạn. Mặc đồ vậy thì cũng được, tại vì lát nữa còn đi chợ búa đồ này kia nữa, mà cứ phải đi rồi về thay đồ, đi về thay đồ mệt dữ lắm, mà mất thời gian nữa. Hình như là sau hai tình huống là đây là một người vẫn bảo toàn ý kiến của mình nè. Thực ra là cái bộ đồ hồi nãy Vân thấy nó không phải là nó tệ lắm, nhưng mà nếu là nói nó đẹp hay không, thì nó không có đẹp. Nghĩa là nó là một bộ đồ mặc ở nhà, cho nên là nếu mà trong cái phạm vi mặc ở nhà thì nó nhìn được chứ. Nhưng không mà gì muốn hết. Biết nó đẹp hay không dễ lắm, đứng kế ông chồng là biết liền. Mình phải mặc đồ sao cho nó hợp lý với người chồng của mình. Ví dụ ngày hôm nay chồng mình mặc sơ mi quần jean, mang giày thì mình có thể mặc đầm, hoặc như nãy chồng có gợi ý là áo thun, quần jean cũng được, nhưng mà cũng đừng nên mang một đôi dép nó quá lẹt xẹt. Thực ra có nhiều bộ đồ mình mang dép nó vẫn có gu, nhưng mà với một bộ đồ bộ mà thêm một đôi dép nữa là nó xuống cấp toàn tập luôn. Mà rõ ràng là hoàn cảnh cũng như là cái ý thức về việc làm đẹp của mỗi người nó khác nhau lắm. Nên là mình muốn ngay lập tức mà chị vợ này trở nên sành điệu thời thượng thì có lẽ cũng rất là khó. Bởi vì từ đó tới giờ thì có thể là chị vợ này đã có cái thói quen là đơn giản rồi. Vậy thì những cái gợi ý để mà chúng ta phần nào đó có thể gỡ rối cái tình huống này thì theo anh Trung mình sẽ nên bắt đầu từ đâu? Theo anh nghĩ là do môi trường nữa. Có thể là người vợ khi mà quá quen với lại cái công việc bếp núc trong nhà, đi chợ này kia, tiếp xúc với lại những cô 7, cô bà 8, bà 9 gì đó, thì tất nhiên là sẽ bị ảnh hưởng bởi cái suy nghĩ mặc đồ sao cho nó dễ dàng nhất. Nhưng mà nếu mà người chồng tinh ý hơn, cho người vợ cái không gian riêng để mà người vợ gặp lại những bạn bè cũ của mình khi mà còn đi học, hoặc là có những cái người bạn cùng lứa tuổi với mình nhưng mà cái công việc họ đi làm, họ tự lập về kinh tế, thì những cái người phụ nữ mà tự lập về kinh tế được, có công ăn việc làm ổn định thì họ sẽ chăm chút vào cái ngoại hình của họ. Và nếu mà vợ mình giao du được với những người phụ nữ như vậy, tất nhiên là cô ấy cũng sẽ thay đổi cái suy nghĩ. Cảm ơn anh. Đúng là môi trường sống nó cũng tác động rất là nhiều đối với quan điểm của mỗi người. Thế bây giờ Tường Vi ơi, mình có những cái gợi ý nó cụ thể hơn luôn. Tức là với Vi á, thì Vi thấy rằng những dạng trang phục nào các chị em có thể mặc ở nhà, và những dạng trang phục nào dùng để đi ra đường. Ở nhà thì mình có nhiều dạng lắm, ví dụ như là những cái bộ mặc nhà, đồ lửng của này kia bây giờ nó rất là nhiều, thậm chí là những cái bộ mà người ta nói là pyjama mà bây giờ nó cách tân á chị, nó có dài nơ đây này nè, nơ này kia nhìn nó vẫn xinh lắm chứ không có gì hết trơn á. Mà nếu mà trong tình huống này em thấy nếu em là người chồng nha, tự đi mua về và tặng luôn. Nếu mà ác hơn một cái nữa, tự lục những bộ đồ không thích trong tủ cho đi luôn, là bây giờ không còn để mặc, phải thay thế bắt buộc những cái bộ đồ mà chồng vừa mua về thôi. Với Vân thì Vân cũng có những cái gợi ý ngắn gọn thôi, các chị em xem là có thể áp dụng được hay không. Ở nhà Vân thì Vân sẽ phân loại đồ mặc nhà ra là 3 loại khác nhau. Thứ nhất là những bộ trang phục không thể đi ra đường, chỉ dùng để mặc nhà thôi, đó là những bộ trang phục quần sọt, áo thun, có thể là bằng chất liệu tôn, nó rất là mát, nó có thể sát nách hoặc là có tay dây, hoặc hai dây nữa. Nhưng mà tuyệt đối là không có mặc những cái mà cái cổ nó quá hở. Vân đã từ bỏ những bộ đồ đó từ rất là lâu rồi, vì trong gia đình của Vân thì có rất là nhiều thành viên. Mình không muốn khi mà mẹ làm bếp hay mẹ lau dọn nhà cửa có những cái khoảng cơ thể nó lộ ra không cần thiết. Thứ hai là những bộ trang phục mặc nhà nhưng cũng có thể tiếp khách và có thể đi đâu đó gần gần, thì Vân khá là đầu tư cho dạng trang phục này. Đó là những cái bộ mà nó là cả bộ, ví dụ như là quần thì có họa tiết, áo trơn hoặc ngược lại, và chất liệu nó sẽ không dễ nhăn,
thường thì Vân sẽ chọn vải thun và thun cô tông. Nó sẽ làm cho mình cảm thấy mát mẻ, dễ chịu, mặc được cả ngày. Và có một cái này nó hơi tế nhị, nhưng có lẽ mình cũng nên nói luôn cho các chị em, đó là với các dạng trang phục thun như vậy á, những cái khuyết điểm cơ thể nó cũng dễ lộ ra lắm. Cho nên là tốt nhất là mình nên mặc nội y. Khi mà mình mặc nội y cả ngày có lẽ là hơi khó chịu, cho nên mình sẽ không mặc những dạng nội y bình thường. Mặc dạng mà áo ngực thể thao á, nó là cả bảng thì mình sẽ không có bị khó chịu. Một dạng trang phục nữa mà mình mặc ở nhà đó là trang phục tập. Tại vì ở nhà Vân cũng hay tập luyện và có một cái phòng tập. Thì khi mình lên phòng tập thì mình sẽ mặc áo ngắn và quần sọt để cho mình tập thoải mái nhất. Nhưng khi mà Vân cũng mặc cái bộ đồ đó mà mình đi xuống dưới nhà dưới để mà sinh hoạt chung với mọi người, thì mình sẽ trồng thêm một cái áo thun bên ngoài, chứ không bao giờ mà mình đi trong nhà như là đi tắm biển được. Nên là tất cả đều là do cái ý thức của mình mà thôi. Còn giờ là những cái lời từ tiến sĩ tâm lý Lê Thị Linh Trang. Có lẽ là với em, với Vi hay là với nhiều chị em, chúng ta cũng có ít nhiều điều kiện để mà sắm sửa, để mà đầu tư cho trang phục mặc nhà. Nhưng mà đối với những chị em mà không có nhiều khả năng thì theo chị mình nên cân đối như thế đó, nào? Chính chính cái câu đó của Ốc đó, là còn cho những người phụ nữ là ngụy biện về cái điều đó. Dạ. Tôi đâu có đẹp bằng mấy cô, tôi không có giàu bằng mấy cô, tôi không có thời gian xí soạn sảnh sẻ như mấy cô, tôi làm đầu bù tóc rối, tôi đi chợ nấu cơm đồ, tôi không có thời giờ 24 tiếng đồng hồ. Bất kỳ người phụ nữ nào họ cũng đảm đương nhiều cái vai trò. Vậy chúng ta cũng không nên ngụy biện là mình không thể làm được. Với cái tư vấn rất là cụ thể của Tường Vi với Ốc á, thì tôi nghĩ là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, phụ nữ hãy chọn cho mình những cái bộ quần áo tươm tất. Và nếu mình nói là ở nhà mặc đồ phải mát, mát thì mát từ chất liệu, chứ không phải là mát là hở hang mới là mát. Và có hai chữ rất dễ trả lời thôi, đó là phù hợp, đúng không ạ? Phù hợp với hoàn cảnh của mình, cái kinh tế của mình, phù hợp với cái độ tuổi của mình, phù hợp với lại cái hoàn cảnh mà mình xuất hiện ở trong nhà hay bước chân ra đường. Thì chúng ta có thể phối hợp những bộ đồ đơn giản nhưng mà nó không có nhầu nhĩ, nó không quá cũ kỹ, nó không rách rưới và nó không thể hiện cái sự lôi thôi của mình. Nó đủ tạo cho mình một cái sự mà dân gian gọi, tôi nghĩ các chị phụ nữ rất dễ hình dung, đó là sự tươm tất. Đúng không? Bởi vì người ta cũng nói đó, ăn thì cho mình mà mặc thì cho người. Rồi các chị lại ngụy biện là ông bà mình dạy tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Tôi nghĩ nếu mình tốt gỗ mình tốt nước sơn nữa thì gọi là quá tốt luôn, đúng không ạ? Nó giúp cho mình có thêm nhiều cái thuận lợi trong công việc và mối quan hệ của mình. Vậy các chị em phụ nữ hãy tự mình thay đổi quan điểm suy nghĩ của mình. Hãy tự mình biết là cái trang phục bên ngoài dù ở trong nhà hay ra ngoài đường, nó cũng đem lại thêm giá trị cho người phụ nữ. Mọi người có đồng ý không ạ? Xin chào pháo tay vừa rồi của quý vị khán giả và các khách mời, có lẽ là cũng đồng quan điểm với tiến sĩ tâm lý Lê Thị Linh Trang. Mong rằng là tất cả các chị em của chúng ta hãy nhớ là mình là phải đẹp, ở nhà cũng phải đẹp nhé. Cảm ơn Tường Vi rất là nhiều và cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Mong rằng là sẽ sớm gặp lại hai khách mời trong những chương trình tiếp theo. Và một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ tâm lý Lê Thị Linh Trang. Còn bây giờ thưa quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng nhau tổng kết lại những câu nói ấn tượng nhất của ngày hôm nay. Trang phục trong nhà chắc chắn là nó phải khác với cái trang phục khi mình đi ra ngoài. Vì trong cái không gian sống gia đình nó ít người và cái sinh hoạt đó nó riêng tư. Còn khi mình đã bước chân ra khỏi nhà là chúng ta bước vào một không gian công cộng, mà ở đó ta cần phải có sự tôn trọng người khác và cần phải tôn trọng chính bản thân mình. Thì phụ nữ mình đừng để mất điểm chỉ vì những cái lỗi nó rất nhỏ như vậy. Nhưng mà nếu mà mình đầu tư hơn, cũng có những bộ đồ ở nhà nhưng mà nó sẽ gọi là dễ thương hơn, kín đáo hơn và nhìn nó vẫn đẹp đẽ hơn trong mắt chồng á, thì nó sẽ có lợi được tất cả mọi thứ, là vừa đẹp trong mắt chồng mình, vừa thoải mái mà mình vẫn có thể đi vòng vòng chơi mà không ai nói gì. Đối với những cái khu mà căn hộ, Vân thấy rằng là có rất nhiều người họ nghĩ rằng căn hộ không phải là trong hẻm, có thể được quyền thoải mái hơn, là bước xuống một cái thì cũng nhà mình ngay đó thôi chứ có đi đâu đâu. Thành ra là bê nguyên bộ dạng đó đi ra đường. Và có những người thật sự là đúng là họ không có nhìn mình trước gương và đôi khi mình cảm thấy mình rất là quan ngại cho họ. Nếu mà người chồng tinh ý hơn, cho người vợ cái không gian riêng để mà người vợ gặp lại những bạn bè, cái công việc họ đi làm, họ tự lập về kinh tế, thì những cái người phụ nữ mà tự lập về kinh tế được, có công ăn việc làm ổn định thì họ sẽ chăm chút vào cái ngoại hình của họ. Và nếu mà vợ mình giao du được với những người phụ nữ như vậy, tất nhiên là cô ấy cũng sẽ thay đổi cái suy nghĩ. Vậy các chị em phụ nữ hãy tự mình thay đổi quan điểm suy nghĩ của mình. Hãy tự mình biết là cái trang phục bên ngoài dù ở trong nhà hay ra ngoài đường, nó cũng đem lại thêm giá trị cho người phụ nữ.
Thưa quý vị khán giả, như vậy là thời gian dành cho lớp học quyền năng phái đẹp ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những lớp học quyền năng phái đẹp tiếp theo. Quý vị hãy nhớ giờ phát sóng của chương trình nhé, 19:15 thứ sáu hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình quyền năng phái đẹp do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Pink House thực hiện. Và có một thông tin Vân muốn chia sẻ cùng quý vị và hy vọng quý vị lưu ý, nếu như quý vị khán giả muốn theo dõi lại bản đầy đủ của chương trình ngay sau khi phát sóng thì hãy xem thông qua ứng dụng THVNLi tại địa chỉ www.thvnli.vn hoặc tại ứng dụng THVNLi trên các dòng Smart TV như LG, Samsung, Sony hoặc qua Google Play và App Store. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình lần sau. Khán giả tại Hà Nội đã có thể xem truyền hình Vĩnh Long 1 trên hệ thống cáp analog của VTV Cáp tại vị trí kênh số 8. Đặc biệt, khán giả cả nước có thể xem truyền hình Vĩnh Long HD độ nét cao trên VTV Cáp, SCTV, HTVC, truyền hình số mặt nước và truyền hình số vệ tinh. Anh thất nghiệp rồi, công ty của anh phá sản, tất cả những người làm cho công ty thất nghiệp luôn rồi. Trời ơi, đâu có được, đủ thứ tiền hết rồi bây giờ làm sao? Người vợ nên cảm thông được cái nỗi niềm của chồng lúc đó. Khi mà cái hoàn cảnh mà xảy ra như vậy, anh tin chắc là người vợ nào cũng sẽ có những cái ngấm ngầm dự phòng nào đó. Sự đồng cảm là rất là quan trọng. Người phụ nữ trong cái hoàn cảnh này nên bình tĩnh và tìm hiểu nguyên nhân vì sao. Vợ chồng mà đồng lòng thì tác biển đông cũng cạn mà.